Vâng, xin gửi lời chào đến toàn thể quý anh chị khách hàng cùng quay trở lại với showroom ô tô Khâu Hồng có địa chỉ ở lô 133 đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Ngày hôm nay thì showroom của bên em tiếp tục về thêm cho các bác tham khảo với một mẫu sedan hạng C, với có thể nói là một trong những dòng xe vừa bền vừa lành, không gian nội thất lại rộng rãi và tiện nghi, đến từ thương hiệu Toyota Nhật Bản. Vậy thì trước mặt các bác em đang có ở đây đó chính là một chiếc Corolla Altis phiên bản 1.8G số tự động. Xe được sản xuất là năm 2011 các anh chị nhé. Tất cả tình trạng của xe này thì showroom bên em cam kết cho các bác là không đâm đụng, không va chạm, không thủy kinh ngập nước và hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ, để quý anh chị có thể là dễ dàng sang tên đổi chủ nhanh gọn trong vòng một nốt nhạc. Vậy thì với một cái mức giá chỉ có 346 triệu trong ngày hôm nay để các anh chị chúng ta có thể sở hữu cho em chiếc xe phải nói là còn rất chất lượng và rất đẹp này. Anh chị nào chúng ta quan tâm và yêu mến thì xin mời các bác chúng ta có thể cùng dành một chút thời gian để theo dõi và cập nhật đánh giá tổng thể chất lượng của chiếc Altis 2011 đang có mặt tại ô tô Không để xem liệu nó xứng đáng các bác bỏ tiền ra sở hữu cho mình ngày hôm nay hay không, được không ạ? Đầu tiên thì các bác có thể đi ngay về cái phần đầu xe này. Ở thế hệ này thì các bác có thể thấy là chiếc Altis thiết kế cũng khá đẹp mắt và không bị lỗi thời theo thời gian. Xe thì được trang bị cho chúng ta với hệ thống đèn pha là bóng đèn halogen. Nhưng đây, một chiếc xe mà các bác có thể thấy từ 2011 mà cái đèn pha của nó vẫn còn trong suốt như pha lê. Những cái đường mép thì các bác có thể thấy này. Đấy, nó thẳng tắp như kẻ chỉ, đúng không ạ? Kể cả mép capo nhá. Đây các anh chị nhìn cho em này. Nó cũng không một tì vết. Mặt ca lăng ta có những thanh nan chrome và nó vẫn còn sáng bóng như mới tinh, đèn gầm cũng vậy. Và bên này hệ thống đèn pha bên lái thì các bác có thể nhìn cho em này. Con này thì không bàn về chất nhá, xe bao zin nguyên bản toàn tập cho anh chị. Các bác có thể là đem đi check test chính hãng hoặc là nhờ thợ thuyền tới kiểm tra xe của bên em trước khi mà chúng ta giao dịch. Chiếc xe này nó được trang bị chúng ta với bộ la răng đa chấu lên tới 15 inch, 4 phanh đĩa để hỗ trợ ABS. Ngoài ra thì chúng ta còn có xi nhan tích hợp ở trên gương này. Đó, tay nắm cửa mạ chrome các chị nhá. Nhưng mà chiếc xe đẹp thì các bác nhìn về những đường viền, đường mép này. Đấy, nó phải thẳng tắp như kẻ chỉ như này. Đấy, nó không có cong vênh, đúng không ạ? Tổng thể sơn xi bên ngoài của xe thì cũng còn khá là ổn này, và các bác có thể là ngắm chọn giúp em. Đấy, cái ngoại thất của chiếc Altis này, một cái dòng xe có thể nói là cũng đánh được người tiêu dùng đánh giá cao về cái độ bền bỉ, lành tính. Và bây giờ thì loanh quanh hơn 300 triệu chúng ta đã có thể sở hữu cho em chiếc xe mà phải nói là còn rất là chất này. Phần đuôi phía sau thì các bác có thể thấy nhé, con này nó sẽ có một cái phần đèn hậu thiết kế dạng chữ L. Đấy, nó sẽ có cho chúng ta là đèn LED và có cả bóng đèn xi nhan là đèn halogen. Nhưng mà chất lượng các bác có thể thấy theo thời gian này. Đấy, các chi tiết đèn của nó này không một tì vết luôn, đúng không ạ? Những đường viền chúng ta có thể thấy không có khe hở, những đường mép này thẳng tắp và đều như kẻ chỉ các chị nhá. Chúng ta có một cái thanh nan chrome kết nối giữa hai phần đèn hậu phía sau, và phía sau này chúng ta còn có cả cảm biến cảnh báo va chạm nữa. Đấy, bản này bản 1.8G các chị nhá. Và đây các chị nhìn xem cái độ chất của xe này. Đấy, phải nói là không một tì vết, đúng không ạ? Không một tì vết luôn các bác ạ. Xe cực đẹp luôn. Các chúng ta mua xe này về thì đi rất là yên tâm, rất là yên tâm chị nhá. Sơn xi bên ngoài đẹp, nét căng và gần như là các bác mua về các chúng ta sẽ không phải làm gì hết cả. Đó, các bác nhìn xem này. Từ các cái thanh nẹp ở giữa cho đến là các chi tiết đèn này, la răng này. Chủ nhân giữ rất là đẹp và đăng kiểm dài nhá, 1/2024 này. Như này các bác đã cảm thấy ngoại thất của xe ok chưa? Vậy thì bây giờ nhá, để giúp các chúng ta thể đánh giá được cái tình trạng chiếc xe kỹ hơn thì em quay bác cái phần nội thất. Vâng, các anh chị chúng ta có thể thấy là chiếc Altis sẽ mang đến cho các anh chúng ta với một cái không gian nội thất khá là rộng rãi và tiện nghi và cũng khá sang trọng. Ngoài ra thì các bác có thể thấy là xe còn được trang bị chúng ta với vô lăng 4 chấu này. Đấy, và các anh chị nhìn xem những cái phim bấm của nó theo thời gian, nhưng mà phải nói là còn cực kỳ đẹp nhá. Đây ạ, hai cái chi tiết cửa gió điều hòa này. Đấy, các phim bấm các bác nhìn xem này. Gương kính chỉ điện gập gương rồi. Táp lô táp pi cực kỳ đẹp luôn. Và công tơ bét hiện tại của xe thì nó mới chỉ lăn bánh có 13 vạn thôi các bác nhá. Ở đây chủ nhân cũ thì đã lên cho các anh chúng ta với một cái màn hình Android rồi này. Hệ thống điều hòa thì nó là chỉnh cơ thôi. Nhưng mà đây các bác có thể thấy này. Đấy, khá là sang khi mà nó thêm những cái vân gỗ ở đây. Ở khu vực cần số này hay là bản tappy cánh cửa nhá. Cần số thì được bọc ra cũng như là ốp chrome ở phía dưới, rất là sang, phanh cơ. Nhưng anh chị nhìn cho em này, táp lô tappy của nó này. Cực kỳ đẹp luôn. Có camera hành trình rồi, và trần thì toàn bộ đều được bọc ra, giúp tăng khả năng cách âm cũng như là cách nhiệt cho xe. Rất đẹp luôn. Ghế thì màu kem nhá, ghế da màu kem này. Ở giữa đục lỗ thông hơi này, form ghế rất là dày, ngồi vào các bác cảm giác nó êm. Các chi tiết nhựa các bác có thể thấy là theo thời gian nhưng mà nó còn rất là mới nhé, rất là mới, nó không bị xước sát nhiều. Và các chi tiết bản lề cửa thì đây các chị có thể nhìn cho em này, nguyên zin nguyên bản, đúng không ạ? Tapi cánh cửa cũng vậy nhá, gần như là không một cm keo, con này là cam kết luôn các bác là không một cm keo chỉ nào này. Đấy, các bác nhìn cho em được chưa ạ? Một xe được trang bị một kính auto, khu vực bậc tì tay này cũng được ốp gỗ này, bọc da cao cấp này. Đấy, tay nắm cửa màu ghi bạc nhá. Và các bác nhìn cho em từ nắp này, từ cái móc khóa này cho đến tem mác. Ghế lái là sẽ là ghế chỉnh điện nhé, rất là cao cấp, đúng không ạ? Đó, các anh chị nhìn xem. Tiếp với cái hàng ghế thứ hai thì các bác có thể thấy là cái độ rộng rãi mà chiếc Altis mang đến cho anh chị, đúng không ạ? Hàng ghế sau thì chúng ta ngồi thoải mái 3 người lớn. Đấy, và khoảng để chân hàng ghế thì rất là rộng, và ghế thì các anh chị nhìn xem.
Đấy, chất lượng của nó theo thời gian nhưng mà phải nói là thực sự rất là tuyệt vời nhé. Đây các anh chị nhìn lên em này. Đấy, nó còn căng đét luôn này. Đấy, phần chân đây toàn bộ đều được bọc da rồi. Đó, rất ổn luôn. Đúng không ạ? Các chiếc bản lề này. Các bác thấy nó ok chưa? Tablo tapi ở đây. Đấy, xe cực đẹp luôn. Vâng, tem mác đầy đủ nguyên zin nguyên bản hết này. Đó, và đây mở tiếp qua cái cốp để các anh chúng ta có thể thấy độ rộng rãi mà cái khoang cốp của chiếc Altis này nó mang lại cho các bác nhá. Đấy, vì đây chiếc xe là hạng C thì các bác có thể thấy là cốp sau của xe thì rất là rộng, đúng không ạ? Tha hồ các bác để đồ, để hàng, vali, hành lý những chuyến đi của mình. Đấy, và độ zin này, các bác nhìn về những cái vệt đình tán của nó này. Đấy, bên này cũng vậy nhé. Phía dưới này chúng ta sẽ có lốp dự phòng này. Đấy. À, toàn bộ đều được chủ nhân cũ dán cách âm 3M rồi, tăng khả năng cách âm cho xe. Đấy, rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Và bên này nhé, thì các bác cũng có thể quan sát giùm em này, các bạn tapi cánh cửa đây. Xe còn cực đẹp luôn các bạn. Vâng, rất là chất lượng đấy. Đấy, nguyên zin nguyên bản hết này. Đó, như này các anh chị đã cảm thấy yên tâm chưa? Đấy, tablo tapi đây nhá. Đấy, rất là tuyệt vời đấy các bạn. Đây, các anh chị nhìn giùm em này. Đấy, xe nó phải còn nét căng như này, đúng không ạ? Tất cả tem mác đầy đủ hết này. Vậy thì đó là cái phần nội thất của chiếc Altis nhé. Và bây giờ em quay các bác cái phần động cơ. Vâng, vậy thì đây là khoang động cơ máy 1.8 với công nghệ đua VTI của chiếc Toyota Corolla Altis nhé. Con này em đang để nổ máy nhưng các bác thấy là máy nổ rất là êm. Và đương nhiên là bao zin các bác tự doang dàn cò nhé. Các bác nhìn cho em cái máy của nó này, chất chưa? Đấy, nó còn trắng phao phao, được chưa ạ? Các chi tiết đầu răng này các bác nhìn cho em những lỗ tròn của nó này. Đó, máy nổ êm tít, đúng không ạ? Và đây, từ cái cabo này. Đấy, các bác nhìn cho em kể cái gầm của nó nhé. Hay những lỗ tròn này. Đó, như này các bác thấy chất lượng xe đảm bảo chưa ạ? Vâng, và thì trên đây là chất lượng chi tiết của chiếc Toyota Corolla Altis phiên bản 1.8G đời 2011 đang có mặt tại showroom ô tô không, và mức giá bên em đang chào bán là 346 triệu có thương lượng cho anh chị nào thiện chí. Thì mời các bác trực tiếp qua showroom bên em xem xe, lái thử cảm nhận chất lượng. Và nếu không thì nhấc máy alo cho hotline bên em là 0913 308 854 để bên em hỗ trợ và tư vấn cho các bác cụ thể về thủ tục mua bán với chiếc Altis này các bác nhé.